Bà Sa Đa Huy xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh bonsai khắp toàn quốc. Thưa quý vị, bà Sa Đa Huy đang có mặt ở vườn Anh Thái tại Thủy Nguyên, Hải Phòng. Và nơi đây đang có trưng bày cây cảnh và một nơi quy tụ có khoảng 200 tác phẩm. Ở đây là cái cuộc trưng bày nhân dịp tất niên cuối năm của nhà vườn. Và những tác phẩm của nhà vườn Anh Thái và cùng một số những tác phẩm của các nhà vườn ở khu vực Hải Phòng cũng đang được trưng bày ở đây. Rất nhiều tác phẩm chất lượng quý vị ạ. Trong thước phim trước thì bà Sa Đa Huy đã chia sẻ cho quý vị cái không gian ở vùng quanh khu vườn của anh. Ở khu vườn này thì có rất nhiều những tác phẩm quý, tác phẩm đẹp. Và thước phim này thì bà Sa Đa Huy sẽ chia sẻ cho quý vị toàn bộ những cây bonsai ngay trước mắt quý vị. Đó là hàng trăm những cái cây bonsai để bàn. Cây là những cây chọn lọc của các nhà vườn thôi. Và chúng ta sẽ đến ngắm đầu tiên cái tác phẩm ngay trước mắt quý vị. Bóng dáng đường nét rất nghệ thuật. Tác phẩm này của chủ nhân là Phạm Trung. Một cây Nam Điền tầm trung. Tuyệt đẹp quý vị ạ. Cây này bóng dáng tổng thể hài hòa, rất cân đối. Một cây đường thân cây dáng siêu. Và cái lét bò đá rất lâu rồi. Và một cái thân hoành, một cái thân hoành tạo nên, hay còn gọi là cái cành phóng, tạo điểm nhấn cho tác phẩm. Và chúng ta nhìn vào hình, chúng ta nhìn thấy một cái hình tam giác lệch. Một cái cách thiết kế rất là cơ bản cho một cái tác phẩm cây bonsai. Cây đã hội tụ đủ các yếu tố cổ kỳ mỹ văn. Một cái chiều cao, một cách thiết kế tỷ lệ vàng. Mà chỉ có đôi chút ở chỗ này, khi chúng ta ngắm vào mặt tiền này, chúng ta bị một vài cái cành che mất mặt, che mất cái đường thân. Đấy, với như cá nhân bonsai Đa Huy thì bonsai Đa Huy sẽ có thể lái đi hoặc là bỏ bớt đi. Vì nhìn lên đường thân người ta phẩm phải đẹp lắm quý vị ạ. Đấy, thế nhưng mà chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta nhìn thấy hơi bị che một chút. Sao thì Đa Huy chỉ thấy một cái chút chút nhỏ nhỏ như vậy thôi. Về cái tác phẩm này đẹp lắm quý vị ạ. Cây có cái độ bồng bềnh, tạo được cái chiều sâu cho tác phẩm. Và chúng ta sẽ đến với tác phẩm một cây bám đá tiếp theo nữa. Cây của bạn Tuyền, cũng ở Thủy Nguyên. Cây này thì được cô lá rất là bé quý vị nhé. Lá bé xíu. Một cây xanh Nam Điền nghệ thuật. Chúng ta nhìn một vài tác phẩm mà chúng ta đã cảm nhận được cái dàn cây bonsai ở đây rồi. Và cây si này quý vị ơi, cây si này đường thân cũng nhiều điểm dị, nhiều nét khó. Và một tác phẩm ruối. Cái ruối được làm bộ răm rất là kỹ quý vị nhỉ. Và một tác phẩm bonsai đẹp nữa quý vị ơi. Cây bốn tay một ngọn, chuẩn chỉ. Và chiều cao thì cũng chỉ cao khoảng tầm 60 phân, chưa đầy 60 phân.
và lại một cái đường nét nghệ thuật nữa. Cây có những cái điểm rất là độc đáo, những cái nét khúc cua tay áo. Đường thân có những cái nét phá cách, và chúng ta còn gọi là cái nét nghịch ở trong cây. Một khóm rành rành. Đây là cây, những cây gần như là một cái rất nhiều thân rành rành ở trong một cái tác phẩm rành rành này. Nhiều lắm quý vị ạ, quý vị có thể nhìn thấy bát ngàn những cái cây bonsai. Và đây là cây xanh quê. Một cây xiêu búp đỏ quý vị ơi. Đây đúng là xiêu búp đỏ rồi. Lá đỏ chót. Và đây cũng là xiêu búp đỏ. Quý vị đi ngắm tiếp những cái dàn cây bonsai ở đây. Chào hai anh đẹp trai nhá. Chào anh Thái và chào anh Thịnh. Hôm nay là sự kiện lớn của nhà vườn anh Thái quý vị nhá. Hôm nay chắc là anh rất là vui nhỉ. Anh có lời nào chia sẻ với quý vị không? Cũng nói hôm nay rất là vui vì cái lần đầu tiên tổ chức ở tại nhà vườn, mà cũng ở đây tất cả anh em đây là cũng trưng bày tầm hơn 200 tác phẩm. Vâng. Nhưng mà đây nhà vườn tổ chức, nhưng mà cũng có anh em gọi là làng cây ở, đây, ở trong khu vực này đã cầm đến đây là rất là nhiệt tình. Nhiệt tình ủng hộ anh đúng không? Ủng hộ tinh thần. Đây nữa có cả vật chất. Vâng. Đúng vậy. Rất cảm ơn anh em. Và trân trọng mời tất cả anh em một ngày gần nhất về nhà vườn để chiêm ngưỡng và chia sẻ. Vâng ạ. Niềm đam mê. Ok anh nhé. Và sau đó Huy sẽ đi quay lần lượt cho quý vị. Quý vị ơi, một cây xanh Nam Điền. Cây độ già khủng khiếp quý vị nhé. Cây này thì chưa được mịn hẳn, nhưng một cái cốt quý. Một cốt quý quý vị ạ. Cốt già đấy anh nhỉ. Ừ, cốt này quý đấy. Cốt này của ai nhỉ? Cốt này của ai nhỉ? Này của Huy Hùng. À đây, của cậu này á? Của em này à? Vâng. À, cốt già đấy. Em ở Thủy Nguyên hả? Dạ vâng, em ở Kỳ Sơn Thủy Nguyên anh ạ. À, thế mang mấy cây lên đây? Đây em có một tác phẩm này, mới tác phẩm vừa rồi mới đây mới đang vừa rồi giao dịch với anh Giai anh Phong. À à, cây hoa giấy hả? Vâng vâng. À, một cây hoa giấy của em ấy. Giao dịch rồi hả? Vâng. À, ok em. Nhỏ nhỏ xinh xinh quý vị ơi. À, chỉ một người bê thôi. Rất nhiều cây nghệ thuật. Anh Thịnh mang đến trưng bày bao nhiêu tác phẩm anh Thịnh ơi? À, cái sự kiện này của chú em, anh cũng mang đến đây hơn chục tác phẩm.
Hai chục tác phẩm. Chia sẻ nha, góp vui nha mấy lại nhà vườn Tạ Thái. Vâng. Thưa quý vị, là anh Thịnh cũng là nhà vườn có rất nhiều những cái cây cảnh đẹp quý vị nhá. Chính vì vậy nên là những cái cuộc chơi, cuộc triển lãm là anh đóng góp rất nhiều. Và cuộc trưng bày này cũng hơn chục tác phẩm anh đóng góp cùng với nhà vườn anh Thái và một số anh em. Trời mưa thì chúng ta nhìn được cái màu thời gian, màu đồng hiện hữu trong những cái tác phẩm, những cái cây xanh già. Và cây này cũng vậy quý vị ơi. Lăn quả. Một màu vàng hết rồi, vàng từ da. Thì hoa giấy được thiết kế những cái tiểu cảnh khá nghệ thuật quý vị ơi. Thời tiết thì mấy hôm nay thì hơi mưa một chút quý vị ạ. Nhưng dù có thời tiết có mưa thế mưa nữa vẫn không ảnh hưởng đến cái tình yêu cây, cái niềm nhiệt huyết của tất cả những anh em ở khu vực thủy nguyên này. Đào Bà Sát Huy cũng chúc cho những phong trào chơi cảnh, chúc những nhà vườn ngày một phát triển lớn mạnh. Bởi vì từng cá nhân, từng nhà vườn lớn mạnh phát triển thì sẽ cái khu vực đó cũng phát triển mạnh theo. Và từng một cái hội, từng cái tổ chức mạnh phát triển thì cả cái nền cây cảnh cũng lớn mạnh theo. Thì chúng ta cùng dành cái lời chúc và cùng cho cố gắng để đưa cái nền cây cảnh của Việt Nam lên một cái tầm cao mới, phát triển rồi như phát triển hơn nữa và lớn mạnh hơn nữa. Và chơi cây cảnh thì cũng đem lại cái kinh tế cho gia đình, cho địa phương, cho đất nước. Thì cây cảnh không đơn thuần là chúng ta chơi cây cảnh, mà chơi cảnh thì còn là một trong những cái ngành hàng đem lại cái hiệu quả kinh tế rất là cao. Và xã hội phát triển thì không thể thiếu những cây cảnh đẹp, những đồ chơi như thế này. Đây cũng là cái tác phẩm là hoàn địa xanh Nam Điền, hoàn thiện và đẹp ngay trước mắt quý vị. Sa Đô Huy sẽ đi theo hàng theo lối để quay cho quý vị. Và đây là cái tác phẩm xanh Nam Điền, một cây dáng thú.
gốc của bệ thì trông như một cái hình tượng một con nghê. Cây khá nhiều những cái điểm đặc biệt. Và ở mặt trước hay mặt sau chúng ta đều nhìn thấy cái hình tượng đó. Đó là tác phẩm của anh Khuynh, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Và một cây rành rành. Cây rành rành rất già quý vị nhé. Quý vị yêu cây nắm bắt được thông tin và quý vị hãy về với Thủy Nguyên và cụ thể là về với nhà vườn anh Thái để được tham quan và giao lưu chiêm ngưỡng những cái tác phẩm đang trưng bày ở đây. Và những quý vị nào không đến được thì quý vị hãy xem kỹ những cái thước phim mà Sao Đức Huy chia sẻ ở nơi đây. Sao Đức Huy sẽ chia sẻ mọi cái thông tin của nhà vườn cho quý vị yêu cây cả nước cùng được nắm bắt được, cùng được cảm nhận. Đây là cái đồ chất đó quý vị ạ. Nhìn cái màu đồng nhìn sướng quá. Và phía sau chúng ta nhìn thấy những cây si cổ. Đây cũng vậy quý vị ơi. Cây của anh Hùng Vĩ Đốc quý vị nhé. Con trai đó quý vị phải lựa những cái góc máy bởi vì có những cái góc máy hơi chật. Và nhà vườn còn rất nhiều cây hoa giấy đẹp. Hoa giấy găng tím, giấy tím Huế rất nhiều. Và bên cạnh đó thì phía trong thì còn tùng nữa, tùng là Hán. Thưa quý vị, Bonsai Sao Đức Huy vừa truyền tải cho quý vị hàng trăm những cái tác phẩm bonsai đang được trưng bày tại nhà vườn anh Thái tại khu vực cây bonsai để bàn. Bonsai Sao Đức Huy đến đây xin được cảm ơn quý vị và xin được chào quý vị. Hẹn quý vị ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều.